Mời các em sang cho thầy ví dụ số 2. Thì ví dụ số 2 cho 90 gram dung dịch glucose 20% cộng với natri dư 90 gram dung dịch glucose 20% cộng với natri dư thì sản phẩm thu được V lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Với lý thay để cái tiêu chuẩn chấm tính giá trị của V, tính giá trị của V bằng bao nhiêu. Thế thì các em nhớ thầy cái bài này mục đích ở đây thì các bạn nhớ cho thầy là chỉ muốn gửi đến một thông điệp rằng đó là hết sức cẩn thận. Các bạn thường chúng ta chỉ nghĩ rằng natri cộng glucose là xong, okay. Nhưng thực tế thì hoàn toàn chúng ta đã hiểu nhầm. Natri cộng glucose chưa xong đâu em ạ, chưa xong là bởi vì tại sao ạ? Natri dư thì còn tác dụng với nước. Thế các em biết rằng là chúng ta muốn tính được cái mol nước đúng không em? Natri dư thì nước phải hết. Nhận xét natri dư thì nước phải hết. Thì nước nhá, phải biết nước phải hết. Đúng chưa các bạn? Nước phải hết đó thì quan trọng nhất là thầy trò mình phải tìm mol nước bằng bao nhiêu, mà mol nước thì bằng gam nước chia cho 18. Cân nặng của người này là 18. Thì từ đó em sẽ tính được mol của hydro. Nào bây giờ em cùng lấy giấy nháp máy tính ra để cùng tính cho thầy. Như vậy là ta sẽ có là gì? C%. Thầy hướng dẫn như sau. C% là 20. Thì bằng M chất tan chính là bằng M của glucose chia M dung dịch là 90 gram nhân với 100%. Từ đây em suy ra cho thầy M của C6H12O6 bằng gì? M đúng không em? 9218 tức là bằng 18 gram. 18 gram. Đúng chưa? Như vậy là từ đây em suy ra cho thầy, em có thể suy ra thầy là mol của glucose luôn, mol của C6H12O6 luôn. Em suy luôn là C6H12O6 thì bằng 18 chia cho 180 thì bằng 0,1 mol. Đúng chưa em? Bằng 0,1 mol. Và em ơi, số gam nước bằng bao nhiêu? Số gam nước em tìm được bằng cách lấy gam dung dịch. Gam dung dịch là 90. Đúng chưa em? Trừ đi gam của glucose là 18. Và các em sẽ tìm được nó bằng 72 gam nước. Từ đây các em suy cho thầy mol của ho bằng bao nhiêu. Nào em bấm đi cho thầy, bấm đi xem là mol của nước bằng bao nhiêu. 4 mol, đúng vậy, 4 mol. Và bài toán đã trở về rất tiện lợi là gì? Đó là thầy trò mình cũng viết phương trình. Chúng ta viết thu gọn bỏ túi nhé, đó là đừng viết C6H12O6 nhé, lỗi thời rồi. Giờ phải thu gọn bỏ túi. ROH mấy lần em cho thầy biết mấy lần? Nào trả lời đi, mấy lần? 4 hay 5 nhỉ? Hay là 2? 5 lần, đúng chưa? Đó. Thế thì khi cộng với anh bạn natri thì natri sẽ bắt nạp và đẩy hydro ra, em sẽ được là RONa, thậm chí em không cần biết mối này. Cộng 5/2 thì các em ơi, H2. Đúng chưa? Đó, 1. Tiếp theo em ơi, gắn cho thầy số mol vào đi, đúng không ạ? 0,1 thì đây là 5/2 nhân 0,1, đúng chưa em? Đó. Thế còn ở đây em ơi, nước natri dư thì nước hết, như vậy em sẽ được là NaOH cộng với 1/2 H2, đây là 2, đúng chưa?
Như vậy nước ở đây là 4, thì ở đây sẽ là 2 mol. Từ đây em suy ra V của H2 bằng gì? Bằng 22,4, đúng chưa? Nhân với 5 chia 2 tức là bằng 2,5, 0,25, đúng không em? Cộng với 2, có em tự tính cho thầy, đúng chưa? Tức là bằng 22,4 nhân với 2,25, đơn vị là lít. Đó, các bạn thấy một cái bài tập đầy dẫy những cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, đúng không ạ? Vì vậy các em thấy rằng là em thấy giải quyết xong bài toán đơn giản, đúng không? Cảm thấy nhẹ nhõm. Đấy. Thế thì em hãy nhớ rằng là em hãy làm cho thầy các cái bài tập thêm trong cái bài giảng của thầy nhé, đúng không? Và nói chung là trong cái bài giảng của thầy thì thầy nhắc lại là có đầy đủ tất cả những cái dạng toán trong chuyên đề chúng ta đã học nhé. Và các cái vấn đề về sách xuất bản thì thầy cũng đang hoàn thiện 4 cuốn do nhà xuất bản Giáo dục Tấn Hành. Còn cái phần glucose này thì thầy nhắc lại là nếu như chúng ta, nó là một phần rất quan trọng, đúng không em? Đấy, thế còn nếu như mà nay mai muốn nghiên cứu sâu nữa thì chúng ta sẽ liên quan đến học về chuyên ngành hóa rồi khối ngành y dược. Y dược thì thầy dạy về những cái cấu trúc của glucose, nó thì rất phức tạp hơn. Thế còn trong cái chương trình phổ thông thì chúng ta quan tâm cái dạng bài toán này là rất lý tưởng, đúng không? Cái nữa.